Tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trưng bày chuyên đề mỗi kỷ niệm, mỗi kỷ vật một câu chuyện, sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969 đã được tổ chức với gần 200 hiện vật, tư liệu ảnh và bài viết. Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 3 phần: tấm lòng đồng bào Việt Nam, thấm tình bạn bè quốc tế và hành trình kỷ vật. Qua đây thì giới thiệu đến công chúng những tặng phẩm tiêu biểu nhất của đồng bào trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những món quà người đã tặng đồng bào và bạn bè quốc tế. Đây là khối hiện vật độc bản, nguyên gốc có giá trị về mặt nhiều mặt đang được lưu giữ tại hai bảo tàng. Những kỷ vật này góp phần hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị giữa bạn bè quốc tế với Việt Nam. Trưng bày được tổ chức đến hết tháng 12 năm nay.